Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ, sau đây là bản tin. Vì sao bạn đời quan trọng hơn con? Nhà văn, huấn luyện viên làm cha mẹ Mike Berry chia sẻ lý do với ông. Vợ lại quan trọng hơn con và khuyên mọi gia đình nên áp dụng suy nghĩ này. Mike và vợ Christine ở Mỹ đang nuôi 8 người con. Họ sống hạnh phúc 17 năm qua, tích cực làm công tác xã hội để giúp các gia đình khác giải quyết các vấn đề và xây dựng mối quan hệ hòa thuận. Hôn nhân lành mạnh là nền tảng gia đình. Con cái không phải là nền tảng của gia đình bạn. Chúng là một phần quan trọng, nhưng không phải là những người nắm giữ cấu trúc gia đình. Phần quan trọng nhất của gia đình là bạn và bạn đời. Vợ chồng bạn mới là những người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc gia đình. Những đứa con sẽ chọn con đường của chúng dựa trên hình mẫu cha mẹ. Trước con, đó là chúng ta. Chúng tôi yêu nhau, trốn học cùng nhau, nói chuyện cả đêm và sau đó quyết định bên nhau mãi mãi. Chúng tôi là người bắt đầu chuyện gia đình này. Rồi có những đứa con xinh xắn. Tất nhiên chúng tôi rất vui khi có chúng, nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi là thiêng liêng nên phải làm mọi cách để bảo vệ nó. Sau con cái vẫn là chúng tôi. Không có gì tồn tại mãi mãi. Sẽ đến lúc những đứa trẻ lớn lên và rời khỏi tổ ấm. Tôi không biết về bạn, nhưng trong nhà tôi không có chỗ cho một đứa trẻ 30 tuổi. Vì vậy, khi lũ trẻ rời khỏi nhà, có gia đình riêng và nuôi dạy con của chúng, tôi muốn mối quan hệ với vợ vẫn bền chặt và thân mật như thuở ban đầu. Để có một tương lai như vậy, vợ chồng cần phải giải quyết và xây dựng tình cảm ngay bây giờ. Mối quan hệ hai người nên được ưu tiên, dẫu biết không dễ dàng. Chúng ta cần làm gương cho tương lai. Như tôi đã đề cập, các con nhìn thấy cha mẹ và học hỏi từ họ. Lũ trẻ làm những việc cha mẹ làm và theo dõi từng hành động của phụ huynh. Tôi thường nói, chúng ta đang nuôi dạy người lớn, không phải trẻ em. Một lần nữa, tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi muốn con mình lớn lên với thái độ bình thường với hẹn hò, tình yêu và gia đình. Tôi muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi là gương cho chúng. Mối quan hệ cha con rất gần gũi, nhưng tôi vẫn phải theo đuổi vợ. Vào cuối ngày, chúng ta thường đều mệt và căng thẳng. Con bạn cần bạn, chúng thực sự quan trọng. Không phải sở thích, không phải bạn bè, không phải công việc, bạn nên quan tâm đến chúng. Tuy nhiên, hãy quan tâm đến mối quan hệ của bạn trước. Khi con cái thấy cha mẹ yêu thương nhau, chúng chắc chắn rằng cha mẹ yêu thương chúng. Quan trọng nhất, các con sẽ có niềm tin vào bản thân và thế giới xung quanh. Chúng tôi có lịch trình bận rộn. Chúng tôi luôn thiếu thời gian rảnh rỗi. Chúng tôi dành cả ngày với con cái. Đây là lý do tại sao tôi yêu cầu con về phòng lúc 9 giờ mỗi tối. Đây là lý do tại sao vợ tôi và tôi hẹn hò 2 lần một tháng, bởi vì nó quan trọng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất. Hey,